Xin giới thiệu với các bạn một cái màu cần bóp pin. S802L. Đây là một cái mẫu cần rất là tốt. Là một cái đứa con tinh thần của Banat. Đây là một cái mẫu cần chất lượng cao cấp. Cái logo của Banat. Này là cái website của Banat .co.kr là cái tên miền của Korea. Tên miền của Korea. Phiên Fujishit. Một cái con dùng bóp biển rất là tốt. Các bạn nào mà đánh sông hồ, đánh giải, câu cá tra thì có thể dùng được con này, rất là tuyệt vời. Cái con này đi thêm cái bao cần rất là tốt. Cái bao cần này nó chống va đập, nó bảo vệ cái con rất là tuyệt vời. Cái chống cái chú ý của nó không được dắt con qua trụ điện này, không được đi câu lúc trời mưa. Này là cái con cắm gốc nha các bạn. Con cắm gốc chiều dài của nó là 2m41. Đây là cái khúc gốc cán mút, thiết kế rất là đẹp, rất là khoan. Bát Fuji. Bát Fuji, cái vặn bát đỡ ở dưới cũng Fuji. Này là cái lỗ cắm gốc rất là đẹp các bạn. Cây này là thiết kế chuyên cho đánh biển. Các bạn đánh câu sông câu hồ, quý vị đi đánh giải, đánh cá tra, cái đồ rất là tốt, rất là đạo lực. Này là Made in Korea, này carbon sáng ít, carbon sáng toàn thân luôn, carbon sáng toàn thân luôn. Đây là cái trọng lượng tải trì 30 đến 80 gram, 30 đến 80 gram này các bạn dùng đánh mò bóp, bóp pin là rất là tốt, vô tư luôn. Đây là cái logo thương hiệu của Banat. Tên còn là Hades Bobbin S802L. Máy khuyên Fuji trong ca, rất là đẹp. Cái con này có tổng cộng là 8 khuyên. Chất lượng carbon toàn thân. Đầu bu trong sáng, đầu bu rất lớn. Thì người ta thiết kế cái đầu bu này nó khỏi có sắn dây.
con này có lực tải kéo rất là lớn các bạn, nó kéo có thể lên đến gần 40 kg luôn. Này này kéo cá lên đến 40 kg luôn các bạn. Cái con này được nhà máy Banat test rất là kỹ và có đi test, có một cái đoàn ngũ đi câu biển test hết. Kéo lực rất là tốt nhưng mà rất là cảm giác. Các bạn mua hàng xin liên hệ điện thoại ở trên cái màn hình, hoặc các bạn có thể comment để lại cái số điện thoại ở phía dưới cái video, shop sẽ liên hệ lại tư vấn thêm cho các bạn. Các bạn có thể vào website adocau.com để xem thêm thông tin chi tiết và còn nhiều cái mẫu cần dít tấm góc khác, có loại giá rẻ hơn, có loại giá cao hơn, nhưng mà tầm trung thì giá rất là mềm, phù hợp với từng thể loại câu của các bạn. Các bạn vào website adocau.com để chọn cho mình một cái bộ cần phù hợp để cho chuyến đi câu của các bạn thú vị hơn. Các bạn đừng quên đăng ký và like kênh của Adocau để nhận được những cái video mới nhất từ Adocau. Xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.